Nè, boyfriend à. Hả? Đây sẽ là em gái mới của con đó. Sáng của hai con nè, ăn ngon miệng nha. Ăn ngon nha tụi con. Đi thôi em. Ba mẹ vừa ra khỏi nhà là hai anh em lại gây chiến với nhau. Họ không thể nào hòa thuận với nhau được. Nhìn xem, boyfriend lại sắp nghĩ ra kế gì nữa đây. Xin lỗi về chuyện của ngày hôm qua nha. Ok. Được rồi, em ăn đi. Boyfriend đang ngồi hả hê chờ xem kế hoạch trả thù của mình. Sự đã ăn dĩa mì cay đó rồi. Búp bê à, có ổn không đây? Nè, tôi bê. Búp bê à, búp bê, con làm sao vậy? Boyfriend, con đã làm gì? Con lại trêu chọc em nữa có đúng không? Con xin. Búp bê. Ôi trời đất ơi. Boyfriend, dừng lại ngay cho cha. Boyfriend, nghe cha, dừng lại ngay. Dừng tay lại. Dừng lại. Ôi Chúa ơi. Vậy là mâu thuẫn giữa búp bê và boyfriend ngày càng nhiều nữa rồi. Boyfriend vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu ấy luôn tìm cách để trêu ghẹo búp bê. Và lần này là trò gì nữa đây? Trời ơi, lại gây chuyện sao? Boyfriend, con lại trêu chọc em nữa hả? Con làm cái gì nữa vậy? Boyfriend và búp bê đang gặp
Boyfriend nhanh chóng lôi những đống đổ nát trên người búp bê. Xin cập nhật về thông tin mới nhất. Sáng nay vừa xảy ra trận động đất 8,5 độ Richter tại trung tâm thành phố. Ở nhà có đề nghị người dân không ra khỏi nhà và giữ an toàn. Nhanh lên! Hai con kìa! Boyfriend! Con ơi! Boyfriend à? Con ơi! Boyfriend! Con không sao chứ? Con không sao chứ? Con không sao, nhưng mà búp bê bị thương rồi. Đi thôi con. Tỉnh dậy đi con, đừng có làm mẹ sợ mà con. Búp bê, con tỉnh rồi. Chán, boyfriend đâu rồi? Búp bê, em đang tìm anh hả? Hả? Boyfriend, anh hai. Anh ổn. Boyfriend, cẩn thận nha con. Mẹ, mẹ không có thấy ảnh dũng cảm cứu con đâu. Boyfriend là anh hùng đó mẹ. Đừng có tâng bốc anh lên như vậy chứ. Anh chỉ là anh của em thôi à. Búp bê nhìn nè. Cảm ơn con boyfriend. Chúc con gái của ba mong khỏe lại nha. Ra đây ba nói chuyện coi. Học hành kiểu gì mà để điểm kém như vậy hả? Tháng nào cũng toàn là điểm kém. Còn có nghe cha nói gì không? Còn ngồi đó mà chơi game nữa. Ba trả lại cho con đây. Cha ơi. Cha. Hả? Con đau bụng quá. Con làm sao vậy? Búp bê. Con sao con rồi? Đau bụng quá cha. Được rồi, con để cha đi lấy thuốc. À, thì ra là búp bê chỉ giả vờ đau bụng mà thôi. Búp bê à, cha mang. Búp bê. Có chuyện gì vậy anh? Nó lại nói dối nữa rồi. Hả? Wow, đẹp quá à. Nhưng mình không đủ tiền. Mình có cách rồi. Cô bé này đúng là lắm chiêu trò thật. Chào con. Con tính mua con này hả? Dạ không chú. Nhưng mà trước khi mẹ con mất, mẹ con đã mua cho con một con gấu y như vậy. Búp bê à, con gấu này sẽ bảo vệ cho con. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ. Mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ ơi. À, chú hiểu rồi. Vậy là con cũng có một con gấu y chang con gấu này. Dạ, nhưng mà nó bị cướp mất rồi. Đưa con gấu cho tao. Cái đồ không có mẹ. Không, đây là gấu của mình mà. Trả lại cho mình đi. Đừng có mơ.
Anh Hàng có vẻ rất xúc động với câu chuyện của búp bê. Cứ nhìn con gấu là con lại nhớ đến mẹ con. Nhưng mà con không có đủ tiền mua. Tội nghiệp cho con quá. Con gái à, chú sẽ tặng con gấu này cho con. Hả? Chú nói thiệt không? Chú nói thiệt mà. Của con đây. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Con chào chú cùng đi. Chà, vậy là búp bê đã đạt được mục đích của mình rồi kìa. Nhưng mà sao búp bê vẫn chưa chịu về nhà? Cha mẹ của búp bê đứng ngồi không yên. Họ vô cùng lo lắng cho búp bê. Anh ơi, sao em lo cho con quá? Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Con dễ không ổn cho lắm. Mình phải đi tìm con thôi em. Nhanh đi anh. Liền ngay bây giờ đi. Xin lỗi. Xin lỗi anh. Anh có nhìn thấy cô bé này ở đâu không ạ? Con bé này là con của anh chị hả? Dạ dạ đúng rồi đúng rồi. Để tôi nhớ lại coi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Mà sao chị còn sống không vậy? Không không không, con bé rất hay nói dối mọi người. Con bé là xin anh cái gì nữa đúng chứ? À, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã cho con bé một con gấu. Ôi không. Sau đó thì con bé chạy về đường kia. Hả? Cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu. Đi thôi anh. Đi nhanh đi em. Cái bộ nói dối cũng vui quá ta. Nè con gái, đi đâu đây? Đứng im cho ta. Cô bé vẫn đang cố chạy thoát khỏi tên cướp. Đứng lại mau. Cứu giới, cứu tôi. Hả? Chú ơi, chú ơi, cứu con, cứu con. Có người muốn bắt con. Con lại nói dối nữa chứ gì? Không, không, con nói thiệt mà. Lần này là con nói thiệt. Không, chú sẽ không tin con nữa đâu. Làm ơn giúp con đi chú. Chú ơi. Thôi, về nhà đi. Cha mẹ của con đang lo cho con lắm đó. Không, chú ơi, cứu con. Làm ơn cứu con đi mà. Cấm miệng cho tao. Ngoan ngoãn ngồi im cho tao. Con gái à? Cứu con. Cứu con nha chú. Con gái. Con gái, con không sao chứ? May cho con là chú đến kịp, chứ không là con bị tên bắt cóc bắt đi rồi đó. Con cảm ơn chú. Nhưng mà sao lần này chú tin con mà đến cứu con vậy? Chú đã nhìn thấy tất cả rồi. Hả? Con bé đang bị bắt đi sao? Chuyện gì vậy chứ? Phải đi cứu con bé mới được. Con nhớ là từ bây giờ không được nói dối người khác nữa. Nếu không, không có ai tin con nữa đâu. Dạ chú, con biết rồi. Ngoan lắm. Con ơi, con ơi, con có sao không? Con ơi, con có đau lắm không con? Cảm ơn anh. Dạ, con đau ở đâu không con? Vợ chồng tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Lúc nào con cũng nói dối, nên không có ai tin con nữa. Con xin lỗi mẹ, từ giờ con sẽ không làm như vậy nữa. Không sao được con. Không sao đâu con gái. Con hiểu được là tốt rồi. Con an toàn là ba mẹ vui lắm. Hả? Ê, qua
coi thử nó ăn gì vậy. Đúng là cái đồ mồ côi. Gì? Nhanh gì? Tính ta đập mày không? Ê, mày thấy làm sao? Nhìn y như là con thỏ ngốc nghếch vậy. Xin chào. Hôm nay mẹ mình nấu nhiều đồ ăn lắm nè, cho nên là hôm nay bạn ăn chung với mình nha. Búp bê chia sẻ phần ăn trưa của mình cùng với bạn. Hai bạn nhỏ cùng ăn trưa và trêu đùa nhau thật là vui. Wow. Boyfriend đang nhớ lại khoảnh khắc ăn trưa cùng búp bê. Nhưng mà... Ê, thằng kia. Ê, cái thằng kia, tiền tao đâu? Mình hết tiền rồi. Ê, mày giỡn mặt với tao hả? Mày muốn ăn đấm đúng không? Mình không có tiền thiệt mà. Dám nói xạo bọn tao hả? Mày nhìn cái gì? Mày dám làm phiền bạn tao nữa mày không? Có sao không vậy? Chạy đi. Bạn có sao không? Mình không sao. Cảm ơn bạn. Bạn ấy thật là dễ thương. Nè, sao vậy? Nè, nè nè, về nhà đi. Sao? Đúng rồi, về nhà. Nè, nè, chào Minh Giới. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa gọi là Bạch Tuyết. Chà, nhìn kìa, có lẽ là boyfriend đã thích thầm búp bê nhà mình mất rồi. Ngày nào họ cũng ăn trưa và trêu đùa nhau. Để mình xem thử. Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật của búp bê. Mình đã chuẩn bị sẵn quà cho bạn ấy rồi. Nó đâu rồi ta? À, nó đây rồi. Mình chắc chắn là bạn ấy sẽ rất là thích. Búp bê, bạn ấy đâu rồi? Chắc là hôm nay bạn ấy nghỉ học. Đúng vậy, chắc là bạn ấy đang tổ chức sinh nhật cùng với gia đình. Chính xác là như vậy rồi. Không ai thèm chơi với một kẻ mồ côi như mình hết. Không đâu, không đâu. Bạn ấy không phải là người như vậy. Mình nhất định phải đi xem sao mới được. Làm gì gấp vậy chứ? Ai biết được nó đâu. Con chào cô. Con là bạn của búp bê. Búp bê có nhà không cô? Búp bê đang bị sốt. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện đó con. Boyfriend thấy búp bê đang nằm trên giường bệnh. Boyfriend vô cùng lo lắng cho búp bê.
xin lỗi cô. Con bé cần phải phẫu thuật để ghép tim. Bác sĩ, lấy tim của tôi đi. Chúng tôi cũng đã thử kiểm tra, nhưng mà tim của cô không phù hợp. Làm ơn đi mà bác sĩ, phải có cách gì đó chứ. Làm ơn giúp chúng tôi đi, bằng giá nào tôi cũng trả hết. Tôi chỉ cần con bé là con thôi. Tôi không thể nào thiếu sống con bé được đâu. Tôi sẽ kiểm tra mà, ok. Làm ơn giúp chúng tôi đi. Bác sĩ, con sẽ hiến tim của con. Bác sĩ, mau làm thử nghiệm đi. Mau cứu búp bê đi bác sĩ. Bác sĩ, nhanh lên. Nhanh lên đi bác sĩ. Nhanh lên đi mà. Được. Cảm ơn búp bê vì đã làm bạn cùng mình. Và những thứ khác nữa. Búp bê. Con tỉnh rồi, mẹ mừng quá. Cái gì đây? Mẹ ơi, đây là gì vậy mẹ? Quà từ một người bạn gửi cho con đó. Thì ra là bạn ấy vẫn luôn giữ nó. Nhưng mà sao mình thấy lạ quá. Mẹ ơi, bạn ấy đâu rồi? Cậu ấy luôn ở đây cùng với con. Boyfriend, bạn là một tên ngốc. Mình ghét bạn. Nhưng mình nhớ bạn nhiều lắm. Mà bạn đừng lo, mình sẽ chăm sóc tốt với tim này của bạn. Mình thật sự rất nhớ bạn, cái tên ngốc này. Mình biết là bạn sẽ chăm sóc tốt trái tim của mình mà. Mình cũng nhớ bạn lắm. Mình hy vọng bạn có thể ở đây cùng mình. Mình hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Nhưng bây giờ bạn lại bỏ mình cô đơn ở trên thế giới này. Ghét bạn. Mình ghét cả mình. Tất cả là tại mình. Đừng khóc mà cô bé ngốc nghếch à. Mình sẽ luôn bên cạnh bạn. Sẽ luôn bảo vệ bạn mà. Có phải là bạn không boyfriend? Mình biết chính là bạn mà. Cảm ơn bạn.